Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpproject.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta làm sao để trình diễn những cái thiết kế của các bạn như logo này, thiệp name card nè, brochure, profile, CV, bla bla, hoặc là thiết kế những cái sản phẩm như kiểu áo hoặc là ly kiểu thế, hoặc là những cái bức hình của các bạn mà các bạn muốn coi thử là cái bức hình đó hoặc là những cái thiết kế đó trình diễn cho khách hàng, hoặc là đơn giản là up lên câu view hoặc là quảng cáo cho sản phẩm, thì làm sao để cảm giác như là cái hình đó đang ở trong thực tế để nhìn cho nó ấn tượng nhất. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sử dụng mockup để chúng ta trình diễn những cái như mình vừa nói nha. Rồi nếu như đây là lần đầu đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống xíu nhấn nút like, subscribe và nhớ chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh cái nút subscribe, nút đăng ký để mà nhận những thông báo về tutorial mới của mình nhé. Đừng quên lên trên hpphotoshop.com, và trên có nhiều cái cũng vui lắm, mình hy vọng các bạn có thể nhận được nhiều cái kiến thức ở trên đó. Ok, rồi đầu tiên ví dụ như là đây mình có một cái sản phẩm của mình, ví dụ như là một cái logo đi ha, như logo cái shop của mình là shopgaza.vn chẳng hạn thế. Thì bây giờ mình muốn trình diễn cái logo này, ví dụ như là lên một cái hình cửa hàng, hoặc là ví dụ như là mình muốn cái này lên một cái ly thì làm sao. Thì công việc các bạn á, thì các bạn sẽ lên một cái trang web, và mình vẫn thường hướng dẫn cho các bạn đó là website Freepik. Freepik ha, trên này thì đa số là free cho nên là các bạn có thể tải về đây. Rồi ví dụ như là đây, ví dụ mình muốn trình diễn cái này là cái logo đi, thì mình sẽ gõ là logo mock up, cái chữ này mock up ha, đó cái chữ mock up đó. Ví dụ như là logo mock up, rồi cái ly là cái gì đó, không nhớ cái ly tiếng Anh là gì nhỉ, cup, cup mock up. Rồi ví dụ như là name card mock up chẳng hạn thế, hoặc là t-shirt mock up, thì các bạn sẽ có những cái mẫu người ta làm sẵn. Rồi ở trong này các bạn có thể thấy là những cái thiết kế ở những cái file PSD, file mockup là những cái file PSD người ta thiết kế sẵn cho mình rồi, và mình chỉ việc thay thế cái những cái thiết kế của họ ở trong cái file PSD của họ để thành cái của mình thôi. Chúng ta không cần phải thao tác nhiều cái tạo hiệu ứng rồi làm sao cho thật các thứ, chỉ thay thế cho thôi. Cho nên là đây cái phần sờ xong, các bạn sẽ trong cái phần này các bạn sẽ chọn là PSD nhé. Các bạn bấm search. Đó rồi PSD, như logo, logo mockup. Rồi thì nó sẽ chạy ra những cái thiết kế sẵn cho mình. Thì đây các bạn có thể coi là những cái nào mà nó có cái dấu hình 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 vương miện ha, thì các bạn sẽ không có tải được, bởi vì cái đó là premium, các bạn cần phải mua tài khoản premium thì mới tải được. Nhưng các bạn tìm những cái nào mà nó không có cái mẫu đó ha. Ví dụ như ở đây mình muốn show cho lên đó, mình muốn lấy một cái gì nhìn cho nó sang chảnh một chút xíu, ví dụ như là cái đâu mình tìm có cái nào đẹp đẹp chứ sao, để tìm qua thử có cái mẫu nào đẹp không. Logo, logo như cái này là name card này, anh có thể sử dụng như cái này như name card này, rồi cái này tờ rơi nè, đó anh có thể tải về. Nhưng là mình sẽ tìm coi thử, ví dụ cái brand mặc up đây không không ấn tượng lắm, mình muốn tìm cái nào nó ấn tượng một chút xíu, ví dụ như là nó giống thật chút xíu thì anh em có thể sẽ thích hơn. Ví dụ như là cái cho toàn là có phí không vậy ta, đây ví dụ như là mình lấy cái này đi ha, mình sẽ tải cái này xuống đó, bấm download thôi là tự động nó tải xuống. Nó này nó không có lằng nhằng như mấy ông Việt Nam mình hay share link đâu, share link là qua đủ cửa mới tải được, có này nó tải một phát là bấm tải là tải thôi, chứ không có không có mất thời gian với vẩn cái thứ đồ. Ví dụ như là các bạn muốn tìm trong thời gian chờ nha, thì các bạn có thể tìm thêm ví dụ như là t-shirt mockup chẳng hạn vậy, t-shirt đó t-shirt mockup là áo thun đó, áo thun. Thì mình muốn muốn biết coi thử là cái logo của mình khi mà bỏ lên áo thun thì nhìn nó sẽ như thế nào. Các bạn thông cảm chút, chó ở ngoài nó sủa như kiểu gì đấy. Ok, ví dụ như là mình muốn lấy cái Outtool này về chẳng hạn vậy, các bạn có thể tải về và làm tương tự như mình. Cái cách sử dụng file PSD này thì nó rất là đơn giản luôn, bởi vì đặc thù cái vấn đề là người ta share cho cộng đồng, cho nên là những cái quy luật chúng ta sử dụng nó rất là đơn giản, ta chỉ việc mở cái Smart Object lên để chúng ta làm thôi. Rồi ví dụ như là mình có thể tìm thêm những cái mẫu, ví dụ như là cái gì, photo mockup chẳng hạn vậy, cho các bạn muốn trình diễn cái hình ảnh của mình khi được in ra, ví dụ như thế. Thì các bạn có thể thay thế vô đây, các bạn có thể thấy là đây có nội dung mock up này đó, thì anh em có thể thay thế cái hình của anh em vô đây đó, hoặc là những cái hình các bạn có thể tìm những cái hình ngang hình dọc kiểu như thế. Như là các bạn muốn tự động lọc cái này đi thì các bạn có thể chọn filter này, các bạn để chọn là free thôi đó, thì tự động nó sẽ lọc hết mấy cái premium đi, chúng ta chỉ còn free. Thì tất cả những cái gì ở đây chúng ta có thể đều có thể tải được nhé.
đều có thể tải được. Còn ví dụ như là nó có những cái hiện những cái phần gọi là Shutterstock ở trên là không dùng được nha. Shutterstock nó là sang một cái trang khác. Rồi đây mình đã tải xong rồi thì mình sẽ tiến hành giải nén và chúng ta sẽ có một cái file như thế này. Đây, khi các bạn tải về thì các bạn sẽ có những cái file kiểu như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ có file JPEG, file PSD và Lisang, rồi Lisang Premium các thứ mình không cần quan tâm. Các bạn chỉ cần quan tâm cho mình file .psd thôi. File này sẽ là file thiết kế trong Photoshop. Ở đây mình click đôi, mình mở ra ở trong Photoshop. Rồi, ở trong những cái về thiết kế cái gì rồi, gọi là cái gì ta, mockup này á, thì thường các bạn để ý các bạn sẽ thấy có một số cái nó sẽ có để là Smart Object. Smart Object là những cái layer nó có cái icon kiểu như thế này. Đây mình sẽ zoom cho các bạn. Đó, thì đây là một cái Smart Object. Và thường thì tên của những cái layer mà các bạn có thể thay đổi đó, người ta có thể đặt đặt tên ví dụ như là Place your logo here, hoặc là Place your design here. Còn ví dụ như ở đây là Place your design here đó, kiểu thế. Thì để thay đổi cái này các bạn chỉ việc click đôi vào cái layer này thôi. Click đôi vào cái thumbnail của layer đó, click đôi. Đó thì nó tự động nó sẽ mở ra một cái cửa sổ khác, một cái tab khác các bạn có thể để ý này, đó. Thì cái cửa sổ này chính là cái thiết kế và chúng ta sẽ chỉ việc thêm cái thiết kế của mình vào đây thôi. Ví dụ như là đây mình muốn lấy cái logo của mình kéo thả vào đây thôi. Đó, mình sẽ thêm vào đây nhé. Mình sẽ Ctrl T, mình thu nhỏ lại sao cho nó vừa khớp với lại ở trong này. Đó, ví dụ vào giữa chẳng hạn vậy. Đó. Rồi, cái cũ thì mình bỏ đi. Cái cũ mình có thể xóa đi rồi ha. Ở đây mình sẽ đổi cái màu lại chút xíu, mình sẽ click đôi nè, hoặc là cái chuột phải chọn là blending option. Và đây mình sẽ để color mình chọn qua một cái màu khác. Đây chỉ đơn giản là mình đổi màu thôi nhé. Còn ví dụ như là các bạn thiết kế sẵn rồi, các bạn không cần phải đổi màu thì không cần quan tâm đoạn này cũng được. Đó, vậy ok. Rồi, sau khi các bạn xong rồi, các bạn sẽ bấm save. Các bạn có thể vào file chọn save ha. Save chứ không phải save as nhé, save thôi. Ctrl S thôi. Sau đó các bạn tắt cái tab này đi được rồi. Bây giờ chúng ta quay lại cái thiết kế và các bạn sẽ thấy là cái logo của mình đã nằm ở trên này rồi. Nó khá là đẹp đúng không? Ví dụ như đây là cái tỷ lệ nó hơi to thì có thể là mình sẽ thu nhỏ nó lại chút xíu nữa cho nó gọi là nó tinh tế hơn kiểu thế. Đó, nhỏ vậy thôi. Rồi lại xếp Ctrl S. Đó là tắt đi là chúng ta sẽ có như thế này. Rồi, ví dụ như là một số cái mà mình muốn tìm cái nào cho nó ấn tượng hơn chút xíu đi. Logo logo store mockup chẳng hạn vậy. Store mockup, hoặc là mình sẽ chỉ đơn giản search là mockup thôi thì nó sẽ ra rất là nhiều cái mockup, nhiều loại cho các bạn. Ví dụ như ở đây mình muốn ở cái mockup khi mà mình để logo in chìm như thế này chẳng hạn vậy, hoặc là logo có cái dấu, logo tùm lum hết, nhiều lắm. Thì cái cách sử dụng nó đơn giản vậy thôi. Đây ví dụ như là cái này đi, mình cảm thấy cái này nó khá là ấn tượng. Đây mình sẽ tải cái này về ha, mình sẽ tải cái này về tới 185MB. Cái này tương đối nhiều hiệu ứng. Ví dụ như là những cái này đi, các bạn muốn làm thật á, thì nó rất là tốn thời gian. Cho nên là nếu như mà có những cái thiết kế kiểu này, nó rất là thuận tiện thời gian cho các bạn luôn. Rất là tiện. Bởi vì mình không cần thời gian mình phải ngồi mình thiết kế rồi mình xếp các thứ đồ lên, rất là mất công. Đó rồi ok, mình tải được cái logo size này về rồi. Mình sẽ giải nén. Rồi, bây giờ mình sẽ thử mình thêm cái logo của mình ở trên này coi sao. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ thay bằng cái logo HP Photoshop đi nhá. Cũng file PSD này. Đó, mình sẽ mở file PSD này đi. Rồi. Thì đây các bạn có thể thấy là có cái gọi là cái gì? Cái Smart Object ngay đây. Đó, Smart Object thumbnail này. Click đôi vô. Và ở đây các bạn có thể thêm cái hình của các bạn, cái logo của các bạn vào đây. Ví dụ như là đây mình sẽ lấy cái logo HP Photoshop của mình đi nhá. Sẽ tìm một tút. Mình sẽ không biết mình để cái logo của mình quang đâu rồi. Đây, ví dụ như là mình lấy cái này đi. Mình lấy cái logo màu trắng nhá. Đó, mình để vậy. Rồi, cái cũ thì mình chỉ fill đen lên thôi. Fill đen. Đây mình có thể chọn cái màu đen này. Đó, sau đó mình đè phím Alternate Delete là tự động nó fill lên. Và mình bấm Ctrl S thôi. Đó, bây giờ chúng ta quay trở lại cái bên cái thiết kế của chúng ta là cái này nó hơi lâu chút xíu, có thể nó có rất là nhiều cái hiệu ứng. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái hình của chúng ta đã play lên đây rồi. Nó khá là đẹp đúng không? Nhưng là mình muốn thay bằng một cái hình thử coi như thế nào. Thay bằng một cái hình coi sao. Ví dụ như là cái hình channel của mình chẳng hạn vậy. PSD mình quăng vào đây thôi. Đó, mình cứ để đại vậy thôi. Đó, Ctrl S coi thử nó có ra cái gì không. Rồi,
Đó, thì nó sẽ ra giống như kiểu cái màn hình kiểu như vậy đó. Thì đó là cái cách để chúng ta sử dụng mockup. Và bây giờ chúng ta chỉ việc save as lại thành một cái file JPEG chẳng hạn vậy. Mình lưu ra desktop, mình cái bla 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 bla, bấm save. Đó, rồi. Bây giờ thì ở ngoài desktop ta đã có một cái hình trình diễn cái file thiết kế của mình. Khá là hay, đúng không? Đây. Đó, kiểu thế. Khá là dễ đúng không? Thì đó là cái cách để chúng ta sử dụng mockup. Tương tự với lại những cái thiết kế như kiểu trên cái ly, hoặc là trên cái áo thun, hoặc là với những cái thiết kế khác, mà ví dụ như là những cái branding branding kit này luôn. Đó. Thì đó là cái cách để chúng ta làm ha. Đơn giản như vậy thôi. Toàn bộ video tới đây là hết. Nếu như đây là lần đầu để các bạn đến với kênh của mình, nếu mình kéo xuống xíu nhớ subscribe, đăng ký, và mình sẽ gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn muốn mình làm vấn đề gì nhớ comment phía dưới nhé. Bye bye.